Xin chào, kính chào quý khán giả Người Việt TV đến với chương trình Từ Thủ Đô với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba 16 tháng 7 năm 2024. Xin chào anh Nguyễn Văn Khanh từ thủ đô Washington DC. Dạ vâng, và từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Mai Phi Long. Câu chuyện ở Washington DC ngày hôm nay là câu chuyện thời tiết. Đây là phải thời tiết thật chứ không phải là thời tiết chính trị. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngày hôm qua thì 101 độ, ngày hôm nay thì có thể lên tới 105 độ và ngày mai thì có thể sẽ lên đến 110 độ. Đó là những lời cảnh báo của các chuyên gia về khí tượng họ gửi cho đến người dân Washington DC. Rõ ràng là thời tiết mỗi một ngày một nóng. Tôi ở tại thủ đô hơn 40 năm trời, gần 50 năm trời và tôi thấy rõ ràng là có thời tiết thay đổi. Tôi cũng bảo với bạn bè tôi rằng là có thấy thời tiết thay đổi hay không? Câu trả lời là có. Một tuần trước đây khi mà có mặt ở tại California thì câu hỏi này tôi cũng đặt ra. Bạn bè của tôi bảo rằng là đúng là thời tiết có thay đổi. Và hầu hết bạn bè của tôi đều công nhận như vậy. Hầu hết không có nghĩa là tất cả. Tôi hiểu được cái điều đó. Thật ra là bởi như vậy, khi mà tôi xem cái cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng Hòa trước ngày đại hội đảng diễn ra ở tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, thì tôi thấy có vấn đề khí hậu. Tôi xem như thế nào. Tôi còn nhớ là khi mà ông Biden ông lên nhậm chức thì ông cổ quá các chương trình EV, tức là chương trình xe điện. Nhưng mà ở trong cái manifest của Đảng Cộng Hòa thì họ sẽ hủy bỏ cái chương trình phải xe điện. Họ không ủng hộ cái điều đó. Lý do rất là dễ hiểu. Bởi vì là Đảng Cộng Hòa chủ trương là họ không tin vào cái biến đổi khí hậu, không tin vào cái sự thay đổi của khí hậu, không tin rằng là chúng ta cần một cái môi trường tốt hơn để bảo vệ trái đất. Thành ra là bởi như vậy, đó là cái sự khác biệt. Và tôi hiểu cái sự khác biệt đó. Đừng quên là tôi hiểu là vì tôi là người của Đảng Cộng Hòa. Tôi hoạt động với Đảng Cộng Hòa 40 năm trời hơn. Và tôi là người ủng hộ, tôi đồng ý ở cái điều là khí hậu có biến đổi. Nhưng mà các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa thì hầu hết đều lắc đầu. Không sao cả. Thưa với lại quý vị và thưa cùng với anh Mai Phi Long, thời tiết ở tại Washington DC trong tuần này rất nóng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cuối cùng thì khi mà nói đến Washington DC, người ta không nói nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu mà người ta chỉ nói về khí hậu chính trị mà thôi. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với em bạn Mai Phi Long của chúng tôi. Vâng, thưa anh Khanh, trong những vấn đề mà anh có nhắc đến cái chuyện mà xe điện, thì chúng ta cũng để ý một chuyện là trong thời gian vừa qua thì cái tình hình mà gọi là mua xe điện của người dân Mỹ nó có phần đi xuống, là bởi vì người ta không thấy cái giá xăng nó leo lên quá mức. Nhưng mà có một phần các nhà kinh tế đều nói là bởi vì thứ nhất, cả Âu Châu sang qua Hoa Kỳ, cái phong trào mua xe điện trong thời gian vừa qua nó bùng phát, cho nên một cái số lượng rất lớn về nhiên liệu không sử dụng, thì khi không sử dụng nó thừa ra, đó là khiến cho cái giá xăng dầu trên toàn thế giới nó không có đi lên. Và chiều đó chúng ta cũng thấy luôn trong giá thùng dầu thô nó không lên, mặc dù cuộc chiến ở tại Trung Đông giữa Israel và Hamas nó gia tăng, gây ra những cái chấn động liên đới. Tuy nhiên, bởi vì thứ nhất, người ta mua xe điện trong thời gian vừa qua, người ta bớt xài nhiên liệu, xe nhiên liệu dư thừa nên xuống, cộng thêm cái thời gian sau đại dịch là người ta thích làm việc ở nhà, cho nên không có ai cần đi đâu cả. Cho nên những cái chuyện này chúng ta thấy nó cũng có những cái mối liên quan tương đối với nhau. Giờ cái này lại hỗ trợ cho cái kia. Cho nên thật sự có một số chính sách đi đường dài nó không có được là hiệu quả ngay trước mắt như nhiều người thấy. Thì hôm nay có lẽ chúng ta cũng không nói nhiều về cái chuyện về xăng dầu cũng như là xe điện hay là xe máy xăng. Cái điều mà người ta chú ý nhất là đại hội đảng Cộng Hòa. Thì thưa anh Khanh, ngày hôm qua chúng ta cũng khá là bất ngờ khi ông Donald Trump đưa ra ông thượng nghị sĩ J.D. Vance vào cái vị trí tranh cử phó tổng thống cho ông. Anh nghĩ sao về việc này? Có lẽ như chuyện này là như chúng ta ngày hôm qua cũng đoán không đúng. Dạ vâng, câu trả lời là hoàn toàn đúng, rõ ràng là như vậy. Anh nên nhớ rằng là anh em trong làm báo ai cũng bảo là ông Khanh đoán ông nào là coi như là ông đó đi đo. Ngày hôm qua thì tôi đến giờ phút chót thì tôi vẫn nghĩ là ông Bergam,
Nhưng mà kết quả sau đó thì ông J.D. Vance, ông Burgum năm nay hơn 60 tuổi, ông J.D. Vance năm nay mới có 39 tuổi. Thành ra là bởi như vậy. Anh hỏi là tôi nghĩ như thế nào? Thì thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi rất là tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên là bởi vì một cái chuyện duy nhất. Trước hết là tôi phải nói rõ ràng, cái quyết định chọn ai là quyết định của người đứng đầu liên danh. Ở đây cái người dẫn đầu liên danh không ai khác hơn là Donald Trump. Ông Donald Trump có thể chọn một ông, có thể chọn một bà, có thể chọn một người 39 tuổi, cũng có thể chọn một người 59 tuổi. Cái đó là quyết định của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Và tất cả mọi người đều tôn trọng cái quyết định đó. Trong đó, trong những người tôn trọng quyết định đó thì có tôi. Nhưng mà cảm ơn anh Mai Phi Long đã đặt ra câu hỏi là anh nghĩ như thế nào? Thì trước hết là tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên là bởi vì sao? Rất là dễ hiểu. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Năm nay cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã 78 tuổi. Và hầu như là cả nước Mỹ phải nói rõ ràng ra là trước ngày mà ông, ngày hôm qua thì ông được đảng đề cử, chính thức được đảng đề cử để tranh cử cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây trong cái vai trò là đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Thì là ông năm nay ông 78 tuổi. Và ngay từ những ngày đầu tiên, tôi còn nhớ mãi là từ những ngày đầu tiên, tức là từ năm ngoái, các cuộc thăm dò đều bảo rằng là người dân Hoa Kỳ chẳng ai muốn ông Trump và cũng chẳng ai muốn ông Joseph Biden. Lý do là tại sao? Các ông lớn tuổi quá rồi. Và thành ra là bởi như vậy, họ muốn là có một người lãnh đạo trẻ tuổi hơn. Tôi nghĩ rằng là ông Trump có cái lý do, ông Trump không biết cái điều đó. Thành ra ông Trump có lẽ là ông sẽ nói với lại mọi người, ông bảo là đây ngọn đuốc lãnh đạo, tôi đang cầm cái ngọn đuốc lãnh đạo và tôi giao lại ngọn đuốc đó cho một người rất trẻ tuổi. Cái người đó có thể là sẽ tiếp tục cái con đường của tôi đi, cái chính sách tôi thực hiện trong những năm trời sắp đến. Tức là sao? Tức là cái kế hoạch MAGA của ông không ngừng ở đây, không ngừng ở năm 2028 mà còn đi xa hơn nữa. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ là ông Donald Trump sẽ trình bày. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, bên cạnh cái tôn trọng đó thì tôi có điều gì mà tôi không hài lòng, tôi không đồng ý hay không? Câu trả lời là tôi có. Tôi có là như thế nào? Ông Trump năm nay 78 tuổi. Giả sử như là ông Trump năm nay đắc cử Tổng thống, sang năm ông tuyên thệ nhậm chức, lúc ông 79 tuổi rồi. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV, đối với một người 78, 79 tuổi thì không nói ra thì chúng ta cũng đồng ý với nhau một điều. Tức là gần đất xa trời, mỗi một ngày lại một gần đất và mỗi một ngày là một xa trời hơn nữa. Thành ra là bởi như vậy, tôi nghĩ rằng là cái ông Trump nên chọn một người khác. Với ý kiến, đây là ý kiến riêng của tôi, ông Trump nên chọn một người khác, một người đã biết việc, hơn là đi chọn một ông 39 tuổi, một người rất trẻ, tôi rất quý mến, nhưng mà đang ở trong cái giai đoạn học việc. Thời gian không cho phép chúng ta để chúng ta chờ đợi một cái người học việc. Thời gian nó đòi hỏi chúng ta, đòi hỏi ông Donald Trump là phải giới thiệu với cử tri một người đã biết việc. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Nếu mà ông Trump chẳng hạn như là ông chọn ông Burgum làm đứng phó, hoặc là ông chọn ông Mike Pompeo đứng phó, những người này họ đều có tất cả những cái yếu tố mà ông Trump muốn nói ở về ông phó của mình là ông J.D. Vance. Thành ra là bởi như vậy, tôi tôn trọng quyết định của ông Trump, và nhưng mà đồng thời tôi vẫn được quyền thắc mắc. Tôi thắc mắc, cái thắc mắc của tôi là tôi không biết là cử tri Hoa Kỳ họ nhìn ông Vance như thế nào, và khác biệt giữa cái nhìn của cử tri với lại cái nhìn của ông Donald Trump và dàn thừa tham mưu của ông Donald Trump về người đứng phó cho liên danh. Phải thú thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, nếu ông Trump chẳng hạn ông chọn ông Burgum thì tôi an tâm hơn. Ông chọn ông Mike Pompeo chẳng hạn như vậy là tôi an tâm hơn. Có nhiều người bảo là ông Vance sống có đầy đủ mọi điều kiện mà để trở thành phó tổng thống. Tôi nghĩ là ông Mike Pompeo có nhiều điều kiện hơn nhiều. Trước hết là ông Vance sống đỗ đầu ở trường đại học. Ông Mike Pompeo còn cũng đỗ đầu ở tại trường West Point. Ông đã từng tham chiến. Ông Mike Pompeo có đã từng tham chiến. Ông đã từng làm thượng nghị sĩ. Ông Mike Pompeo đã từng làm dân biểu, làm giám đốc cơ quan tình báo CIA, rồi sau đó làm đến tổng trưởng ngoại giao. Ông không còn cái gì, nghĩa là cái đường kế tiếp, bước kế tiếp của ông sẽ là cái bước phó tổng thống rồi tổng thống. Thành ra là bởi như vậy. Đó, tôi chỉ có cái điểm mà tôi thắc mắc là cái chỗ đó. Ông Trump nhìn
ông nhìn thấy ở ông Mike, ở ông Jerry Vance những gì mà cử tri Hoa Kỳ không nhìn thấy. Tôi hy vọng là sẽ có một ngày chúng ta sẽ có được câu trả lời. Thưa với lại anh Mike Phi Long. Thưa anh Khanh, tôi cũng đồng ý với cái thắc mắc của anh. Và chúng tôi cũng, cá nhân tôi thì thấy rằng là anh đưa ra cái thắc mắc đó cũng rất là hữu lý và cũng rất là đặc biệt, tại vì cũng sẽ rất nhiều người mà ủng hộ cho ông Donald Trump thì không dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì mà khi ông Donald Trump đã phán. Tôi đồng ý với anh cái chuyện là ông J.D. Vance quá trẻ, mới 39 tuổi. Trong cái việc này thì nhiều người cũng đưa ra một cái nhận xét như thế này. Đây cũng là một cái điều mà gọi là sơ hở khi ông phải đối đầu với bà Kamala Harris. Dù gì bà Kamala Harris có một cái bề dày chính trị với liên bang, thì bà đã từng là thượng nghị sĩ, trước đó bà là công tố viên của tiểu bang California, và trong thời gian vừa qua bà là phó tổng thống của Hoa Kỳ. Trong khi đó ông Vance cũng chỉ như anh nói cũng chỉ là một người học việc trong chính trị, và ông mới bước vào cái sân khấu chính trị cấp liên bang cao như thế này trong từ năm 2022 mà thôi. Và ông lên nhờ cái sự ủng hộ của ông Donald Trump. Ông không có đủ liên minh móng vuốt để có thể mà đối đầu với ông Donald Trump trong nhiều cái quyết định. Trong chuyện này chúng ta cũng có thể, chúng ta một số người họ suy nghĩ như thế này, anh Khanh. Ông Trump khi bước vào làm tổng thống năm 2017, ông chọn ông Mike Pence. Trong khi đó ông Mike Pence là một người đã có thế lực trong đảng Cộng Hòa, có vây cánh. Và nhiều người khác làm trong tòa bạch ốc với ông Trump trong thời gian đó, họ đều cũng là những người lão làng. Cho nên ông Donald Trump có thể đụng chạm họ rất nhiều. Và chuyện đó chúng ta chứng kiến là ông đuổi hàng loạt những người mà ông đã vời vào tòa bạch ốc sau khi ông thắng cử năm 2016. Thì bởi vì những người đó là những người có thế lực. Bây giờ ông J.D. Vance một người trẻ, và ông lên nhờ cái sự gọi là đỡ đầu hay là một sự ủng hộ của ông Trump. Cho nên ông Donald Trump có thể nghĩ rằng là ông này là dễ bảo. Bởi vì người ta cũng so sánh, người ta dùng cái chữ như thế này. Ông J.D. Vance là một ngòi nổ, ông Trump là người châm cho ngòi đó nổ. Anh nghe câu đó. Tuy nhiên, xin hỏi anh cái câu thế này. Người ta nói, thứ nhất, ông J.D. Vance hồi năm 2016 khi bắt đầu ông nổi đình nổi đám trên sân khấu chính trị quốc gia. Và ông đã chỉ trích ông Donald Trump rất là nặng nề. Ông dùng cái chữ là idiot, có nghĩa là mắng ông Donald Trump là ngu ngốc, và so sánh ông Donald Trump không khác gì Adolf Hitler, là lãnh tụ của Đức Quốc xã hồi đệ nhị thế chiến. Bây giờ ông quay xe, một số người Cộng Hòa mà bảo thủ, mà gọi là truyền thống, họ nói rằng đây là thái độ của một kẻ chờ thời, kẻ cơ hội. Thì liệu rằng ông Donald Trump có thấy cái chuyện đó hay không? Mặc dù ngày hôm qua, ông J.D. Vance có đăng đàn lên cuộc phỏng vấn của ông Sean Hannity. Ông nói rằng bây giờ tôi là người thay đổi, không giống tôi ngày trước. Rồi một cái chuyện thứ hai, xin hỏi anh nữa là ông Trump có thể chọn ông Vance bởi vì ông này có thể nối kết được thành phần mà công nhân, chúng ta được gọi là Blue Wall của những cái tiểu bang Michigan, Wisconsin, vì ông này ở Ohio, là một cái vùng là lân cận. Liệu ông Donald Trump có đạt được mục đích đó hay không? Đó là hai câu hỏi để đặt cho anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Mai Phi Long. Tôi, những câu hỏi mà anh đặt ra thì cũng rất là mừng, là những câu hỏi cũng tôi cũng đã tự đặt ra cho mình. Thật ra ở đây tôi xin được trả lời như sau. Cái điểm thứ nhất là chọn ông J.D. Vance. Tôi nghĩ rằng là ông Trump, ông nhìn thấy là cái giới mà thuộc là cái giới bề thế trong Đảng Cộng Hòa, nó không, hầu như là họ không thích chơi với ông. Thật ra là vừa đồng thời ông học được cái kinh nghiệm với lại ông Mike Pence. Ông Mike Pence là a gentleman and a politician. Nhưng mà ông Trump không cần những điều đó. Ông Trump không cần một người mà gật đầu với lại ông Trump trong bất kỳ một trường hợp nào. Cái người mà ông tìm thấy là cái người đó mang tên là J.D. Vance, thượng nghị sĩ của tiểu bang Ohio. Một cái điểm thứ nhì nữa, cũng trong cái câu hỏi đầu tiên, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi nhìn thấy là ông Trump luôn luôn là ông có một cái ego của ông rất là cao. Ông chọn ông Mike Vance, ông J.D. Vance tại sao? Tôi thấy rằng là ông Trump, ông còn nhớ một cái câu là ông Burgum có bảo là
Tổng thống không cần phải có phó tổng thống. Tổng thống Trump một mình, tổng thống Trump là đã đủ để đưa ra, để vào trở lại vào Bạch Ốc. Thành ra là bởi như vậy, chuyện có ông phó hay là không có, không có ông phó không phải là cái điều quan trọng. Nếu mà ông nghĩ là ông phó là một cái điều quan trọng thì có lẽ ông đã chọn một người khác. Chưa, tức là một người mà có biết làm việc, biết việc và biết phải làm những gì, hơn là chọn một anh học sinh, và các học sinh là vừa mới tốt nghiệp đại học. Và thưa cùng với anh, và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của Người Việt TV, bây giờ anh này bắt đầu học việc, và ông thầy dạy chính là ông Donald Trump. Ông Donald Trump biết là ông là cái nhóm mà bảo thủ thuần túy, là những cái người đó ông không thể nào chơi được nữa. Qua cái kinh nghiệm của ông Mike Pence, thì ra chọn ông anh này là chắc ăn hơn. Cái đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là anh bảo rằng là ông J.D. Vance, là ông có thể ông sẽ giúp cho ông Trump để mà thu hút lá phiếu của những cử tri công nhân, vân vân và vân vân. Tôi thấy là cái điều đó là, với cá nhân tôi thì tôi mong cái điều đó xảy ra. Tôi xin nhắc lại, tôi mong điều đó xảy ra, nhưng mà tôi chưa có thể nhìn thấy. Hiện tại bây giờ thì ông Trump muốn biết một cái điều là cái số phiếu của cử tri Cộng Hòa không thôi chưa chắc đã đủ để đưa ông vào tòa Bạch Ốc. Thành ra là nếu mà đi tìm lá phiếu thì tôi nghĩ là chọn Nikki Haley hay hơn nhiều. Chọn Nikki Haley là đã có sẵn 20% cử tri của Đảng Cộng Hòa. Theo Nikki Haley, họ sẽ đồng ý gật đầu với lại ông, gật đầu với bà Haley để mà họ chọn, họ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Cũng nên nhớ lại, nói chuyện bà Nikki Haley, nên nhớ là sau, là mới cho đến ngày Chủ nhật sau khi vụ ám sát xảy ra, ông Trump muốn biết một điều. À, như vậy tức là không phải là Đảng Cộng Hòa ai cũng yêu ông. Ông bắt đầu nhìn thẳng vào cái thực tế, ông mới thấy là như vậy. Thành ra ông mời bà Nikki Haley, ông mới gọi điện thoại nói bà Nikki Haley là tôi muốn mời bà nói chuyện trước Đại hội Đảng. Và bà Nikki Haley sẽ đọc bài nói chuyện của bà vào tối ngày hôm nay, thưa với lại anh Mike Phelan. Vâng, thưa anh, khi nói cái vấn đề mà ông Donald Trump, ông nghĩ rằng là theo lời của ông Bergman, ông không cần một phó tổng thống, một mình ông là tổng thống là đủ. Anh nghĩ sao về chuyện ông Donald Trump, ông có tính xa cho nước Mỹ hay không? Khi mà ông, nếu mà ông trong cái luồng suy nghĩ đó, lỡ chuyện gì xảy ra cho ông, thì phải có người thừa kế. Và người thừa kế ông lại chọn một người đang học việc, thì cái đó có phải là một cái tính toán vẹn toàn của một nhà lãnh đạo quốc gia hay không? Cho dù chúng ta thấy rằng cái vai trò phó tổng thống cho đến bây giờ, nó vẫn mang tính gọi là lễ nghi. Câu trả lời của cũng tôi phải là tính trong chuyện này, lỡ có chuyện gì, ông Trump năm sau đúng có vậy, làm tổng thống là 78 tuổi rồi. Vâng, tôi trong cái trường hợp này thì tôi đồng ý với anh rằng là lễ nghi thì là lễ nghi, nhưng mà thật sự ra cái điểm này là cái điều rất là quan trọng. Ông Trump, ông bảo là tôi hơn ông Biden, cái lý do rất là dễ hiểu. Tôi nói năng hoạt bát hơn Biden, tôi sức khỏe của ông tốt hơn ông Biden. Chưa đủ, ông còn phải chứng tỏ cho cử tri Hoa Kỳ biết là người tôi đứng phó là trội hơn bà Kamala Harris. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, bây giờ chúng ta bình tĩnh, chúng ta ngồi lại, chúng ta xem ông J.D. Vance có gì hơn bà Kamala Harris. Thưa với anh, câu trả lời tôi chưa nhìn thấy. Có thể là ông Trump ông nhìn thấy, có thể là dàn tham mưu của ông Trump nhìn thấy, có thể là ông con trai của ông Trump, tức là ông Trump Jr. nhìn thấy là những cái điểm mà ông J.D. Vance hơn bà Kamala Harris. Nhưng mà tôi đã thử đặt lên bàn cân rất nhiều lần từ tối ngày hôm qua cho đến giờ, ít nhất cũng 5-7 lần. Tôi thấy là không hơn gì bà Kamala Harris cả. Thành ra rốt cuộc sau thì như tôi đã bảo, ông Trump ông tìm một điểm, một mình ông là đủ đánh bại liên danh Biden, Harris. Thành ra là cái chuyện đứng phó, bây giờ ông chọn một người mà cái người đó là biết cái vai trò của mình, là vâng lời và học việc từ phía ông Donald Trump. Thưa với lại anh Mike Phelan. Vâng, thì trong cái chuyện này, ông Vance thì đã từng trong quá khứ, ông có nói là ông có quan điểm là khi mà ông đi tham chiến tại Iraq, ông nói tại sao không dùng tiền của quốc gia để mà cho những cái người mà thành phần lao động đem phung phí ở những cuộc chiến như thế này. Thì lúc đó ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ông nói rằng là cậu chưa hiểu cái chuyện quan hệ quốc tế đâu. Cho nên khi nào cậu hiểu đó thì lúc đó cậu sẽ thấy là những chuyện đang làm là chính đáng. Thì cái quan điểm đó
là cái quan điểm mà ông J.D. Vance mang ngày trước. Tuy nhiên bây giờ sang qua với ông Trump, tinh thần mà kiểu mà populism là có nghĩa rằng là ông chỉ gọi là bớt thuế cho người giàu thì không có quan tâm nhiều lắm đến thành phần thấp, thì có lẽ rằng điều này nó hơi bị lấn cấn trong cái quan điểm riêng của ông J.D. Vance. Thì không biết là mai mốt lỡ ông từ chức phó tổng thống mà cần phải đảm nhiệm tổng thống thì lúc đó người Cộng hòa có bị ngỡ ngàng hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng mà lỡ nói chuyện kinh tế này, không biết anh Khanh nghĩ như thế nào về cái đường lối của Cộng hòa sắp tới là chê trách ông Biden đưa ra một cái nền kinh tế gọi là yếu kém. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Dow Jones mấp mé gần đi đến con số là 41.000 điểm. Và chuyện này chúng ta thấy bây giờ là ngay thời điểm mà tôi nói chuyện với anh là 40.830 điểm. Đây là con số gần như gấp đôi khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Thì với cái thị trường chứng khoán mà gia tăng mạnh như vậy, đây là một cái chỉ dấu, mặc dù không phải là hoàn toàn, nhưng mà cho thấy nền kinh tế Mỹ vững mạnh. Thì cái chiêu bài của đảng Cộng Hòa nói rằng ông Biden làm kinh tế yếu, nó có còn hữu hiệu nữa hay không thưa anh? Câu trả lời là vẫn còn. Cái lý do rất là dễ hiểu. Tại sao như vậy? Anh thấy anh nói về thị trường chứng khoán, anh nói về Dow Jones. Ông Biden cũng nói về vấn đề là cái mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia vân vân và vân vân. Ông nói về thị trường lao động, đủ mọi thứ cả. Những cái điều đó là hoàn toàn tốt chứ không phải là và hoàn toàn đúng chứ không phải là sai. Nó chỉ có cái sự khác biệt là như thế này. Chính phủ thì nói về chính sách, người dân thì họ nói về túi tiền. Và thưa với anh Mai Phi Long, thưa cùng với là quý vị khán thính giả, khi mà trước khi đặt chân vào phòng phiếu, người dân họ đi bơm xăng thì họ bảo chứ tại sao bây giờ xăng ở California lên tới 4.5 đồng, nhớ là thổi ở thời ông Donald Trump chỉ có 2.5 đồng, thì như vậy đã là một cái thiệt hại cho ông Biden. Có thể là hai vợ chồng họ rủ nhau đi bỏ phiếu, rồi sau đó hai vợ chồng trước khi đến phòng phiếu họ ngồi ăn phở, họ mới bảo với nhau rằng là chưa thời ông Trump ăn 20 đồng là có cả tiền tip, có cả nước trà miễn phí và có cả hai vợ chồng mỗi người một tô phở. Bây giờ phải tới 40 đồng, tức là cái số tiền nó gấp đôi. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông Biden ông cứ thắc mắc hoài, ông bảo là tại sao tôi làm hay quá mà người ta không chú ý đến. Câu trả lời là chính phủ thì ông nói đến về chính sách, người dân thì họ nói về vấn đề túi tiền. Và rõ ràng là cái chính sách mặc dù là tốt của ông Biden, nó không có lợi gì cho người dân Hoa Kỳ cả. Người dân Hoa Kỳ, tôi ở California, tôi về California hồi tuần trước, tôi vẫn phải trả tới 15 đồng một tô phở, cộng với một ly nữa, bây giờ là cái ly nước trà cũng phải trả tới 1 đồng, 2 đồng, rồi sau đó cộng tiền tip vào thì như vậy tức là khoảng 20 đồng. Ngày xưa 20 đồng, anh em mình rủ nhau đi vừa, nếu mà mình chỉ cần bỏ thêm 5 đồng nữa thôi, 25 đồng là hai anh em mình vừa có phở, vừa có cà phê, rồi có nước trà, có tiền tip đầy đủ hết. Đó là cái nhìn của người dân và đó là cái điều khó khăn. Thật ra ông Biden phải đối phó. Thật ra ông Biden cũng có nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ là cũng rất khó để thuyết phục được người dân. Xin phép được nhắc lại, ông Biden nói về chính sách, ông nói rất đúng, nhưng mà cái chính sách hay đó nó vẫn chưa có đem lại cái lợi nhuận cho người dân, và người dân thì họ nói về túi tiền. Thưa với lại Mike Phillips. Cái chuyện đó cũng khó thể nào mà định nghĩa. Nhận thấy là khi thị trường chứng khoán gia tăng như thế này năm 2021, portfolio của anh, nếu tôi thí dụ thôi, trong thời gian đó bây giờ từ năm 21 đến 24 tăng lên gấp đôi. Thí dụ lúc đó chúng ta đầu tư 100.000, bây giờ chúng ta có 200.000, tiền nó nhiều hơn. Bây giờ nó còn nói về vật giá lao thang, đây là quy tắc của muôn đời. Tôi nhớ là khi tôi đến nước Mỹ này cách đây 30 năm thì giá xăng chỉ có 50 xu một gallon. Bây giờ chẳng lẽ mình lùi lại cái thời nói rằng là 59 thời Bill, thời Bill Clinton, thời đó mới là kinh tế tốt. Thời ông Donald Trump cũng không thể nào bằng thời của Bill Clinton. Lúc đó có 50 xu một gallon xăng. Thì cái chuyện vật giá là một cái chuyện, là một khái niệm nó hoàn toàn mà chúng ta không thể nào mà chúng ta chống lại cái vật giá đó xảy ra. Thì cảm ơn anh Khanh, ban kỹ thuật báo là chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn Khanh đã có một cái cuộc trò chuyện với anh em chúng tôi trên chương trình từ thủ đô. Và xin chào anh Khanh, chúc anh một ngày là vui vẻ. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Mai Phi Long và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh.
tương trình đặc biệt cho người Việt TV. Xin cảm ơn sự đón.